Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, kính thưa quý vị, buổi sáng hôm nay mình sẽ nói về chuyện vụ kiện chia thừa kế của gia đình nghệ sĩ Vũ Linh lên tòa án thành phố Hồ Chí Minh. Lúc trước thì tòa ở dưới là quận Phú Nhuận thụ án cái này, mà bây giờ thì họ đã chuyển lên tòa án của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như chúng ta đã biết, cái vụ án này là kéo dài gần cả năm rồi, khoảng cách với quý vị ha, từ hồi năm ngoái cho tới năm nay cũng coi như là một thời gian rất là dài. Ai đúng và ai sai thì đa số mọi người thì đều ủng hộ cho Hồng Loan là con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nhưng cũng đâu đó có một số người ủng hộ cho em gái của cố nghệ sĩ. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái vấn đề mà người ta đặt một cái câu hỏi ở nhờ mà đòi nhà tranh quyền thừa kế của con gái của người ta, như vậy đúng hay là sai? Và nếu cái vụ này em gái của cố nghệ sĩ thắng thì nó sẽ là một cái tiền đề cho cái xã hội sau này, và ai nấy đều phập phồng lo sợ. Cái vấn đề là chúng ta cho bất cứ người nào, bà con hoặc là con cháu ở nhà, thì lúc nào cũng phập phồng lo sợ, vì sau này nó biết đâu họ sẽ đâm đơn kiện đòi nhà của mình, đòi tài sản của mình và chia tất cả đất đai tài sản, thay vì mình để lại cho vợ cho con của mình, nhưng mà bị phải chia 5-7 về vấn đề mà cho ở nhà, bị đòi nhà. Nó sẽ dấy lên một cái vấn nạn cho xã hội nữa đó các bạn. Cho nên xin quý vị để lại những lời bình luận. Nếu mà cô Sáu thắng kiện thì cái vụ việc này nó sẽ đi tới đâu nữa? Hồng Loan có thể kháng cáo nữa hay không? Hay là câu chuyện sẽ dừng lại và Hồng Loan sẽ chia một phần nào đó cho cô Sáu? Xin quý vị để lại những lời bình luận nha. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ báo Tuổi Trẻ về pháp luật. Vâng, đây thì đây là cái tin mới nhất ngày 22 tháng 3 năm 2024, có luật sư Ngọc cùng đi chung với là Hồng Loan nè các bạn. Do bà Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, có yêu cầu khởi kiện hủy các quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, nên vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tôi cũng hơi khó hiểu tại sao mà bên cô Sáu lại có thể đòi tòa án hủy hết những cái gì về của Hồng Loan, cũng như là giấy khai sinh, rồi sổ đỏ khi mà sang tên cho Hồng Loan. Và ai nấy đều biết rằng quyền thừa kế thứ nhất là thuộc về Hồng Loan, dẫu cho Hồng Loan là con nuôi hay là con ruột, trên giấy tờ hợp pháp Hồng Loan vẫn là đứa con duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Ngày 22 tháng 3, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án tranh chấp di sản thừa kế đôi nhà cho ở nhờ. Ở đây thì họ sẽ đóng ngoặc và mở ngoặc và đóng ngoặc trong cái chữ tranh chấp di sản thừa kế và đôi nhà cho ở nhờ. Với những dòng chữ này thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Xót xa không quý vị? Thấy chua chát cho dòng đời không? Cũng như là bài hát của Quách Tấn Du, không phải của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tôi đếm 12 chữ trong cái mở ngoặc và đóng ngoặc này, và tôi thấy cho cái sự, phải nói rằng là đúng là kiếm tiền, đúng là cái xã hội, cái gì nó cũng có thể xảy ra được không các bạn? Ngay cả người anh của mình đã giúp đỡ mình bao năm tháng. Nói về cô Sáu, khi cô Sáu bụng mang dạ chữa thì cũng nhờ người anh của mình đem về nuôi, rồi nuôi đứa cháu, và đứa cháu
này khi mà lớn lên lại tranh chấp tài sản của con gái của mình. Có nhiều người ở đây bình luận nói rằng là cứu vật, vật trả ơn, cứu người, người trả oan. Còn đối với quý vị thì như thế nào? Giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, em gái nghệ sĩ Vũ Linh, và bị đơn là Võ Thị Hồng Loan, con gái của nghệ sĩ Vũ Linh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, tòa án Phú Nhuận nhận thấy bà Nhung có yêu cầu khởi kiện hủy các quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận liên quan nhân thân của bà Loan, nên vụ án này thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Giấy khai sinh thì chắc chắn là ông Võ Nhân Quang, tức là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đi làm giấy khai sinh cho Hồng Loan, chứ không thể nào là một người nào khác. Nếu cô Sáu đòi hủy hết tất cả về cá biệt nhân thân của Hồng Loan, thì không lẽ cái người đi làm giấy khai sinh cho Hồng Loan không phải là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà là một người khác? Và nếu như vậy thì ai đã làm sai? Không lẽ Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận lúc đó không biết hay sao? Không, quý vị, làm giấy khai sinh cho một đứa con không phải dễ dàng. Không phải muốn làm là làm, không phải ẵm một đứa con ra ngoài Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận. Tôi muốn làm giấy khai sinh, đó là con của tôi. Không phải như vậy, không phải đơn giản như vậy. Họ phải yêu cầu có DNA hoặc là có giấy sơ sinh ở trong nhà thương Từ Vũ hoặc vân vân. Nó đòi hỏi nhiều giấy tờ khác có liên quan đến đứa bé và người cha. Còn đằng này, tôi không hiểu cô Sáu này có quyền lực gì, thứ nhất, mà đòi hủy bỏ hết tất cả các giấy tờ có liên quan đến Hồng Loan, giấy khai sinh, giấy nhà cửa vân vân. Mà tại sao Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận lại đồng ý và chuyển cái vụ án này lên tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh? Nếu như vậy thì chính cô Sáu Hồng Nhung nói rằng là cái người mà đi làm giấy khai sinh cho Hồng Loan không phải là anh của mình, không phải là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mà cũng nói rằng mặc định rằng là Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận lúc đó đã làm sai, tất cả hoàn toàn làm sai. Từ đó tòa án quận Phú Nhuận đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết theo thẩm quyền. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời đầu tháng 6 năm 2023, bà Nhung khởi kiện tranh chấp thừa kế với bà Loan. Sau nhiều lần rút bổ sung yêu cầu khởi kiện, đến nay bà Nhung yêu cầu tòa án tuyên hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 năm 2023 tại văn phòng công chứng Quỳnh Thị Ngọc Yến đối với di sản của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, gồm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm và một ô tô. Những tài sản này đã được sang tên cho bà Loan. Hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 đối với nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, về nội dung sang tên cho bà Loan. Yêu cầu thứ hai mà bà Nhung đề nghị là chia di sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh gồm hai thửa đất tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức và nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cho bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu, em trai nghệ sĩ Vũ Linh. Bà Nhung yêu cầu được hưởng một nửa. Được hưởng một nửa luôn nha các bạn. Đối với căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm và hai thửa đất ở phường Linh Đông, Thủ Đức. Đòi phân nửa luôn. Quý vị có tin rằng quý vị cho ai đó ở nhà và đòi nhà và đòi đất đai luôn không? Đây là cái vụ kiện đầu tiên xảy ra tại Việt Nam. Tôi không biết ở trên thế giới này có cái vụ kiện này xảy ra đối với bất cứ một người nào chưa. Nhưng đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy vụ kiện này. Nó tréo ngoe, nó không có
hợp lệ, ngay cả trên giấy tờ mà nhà nước cấp, và ngay cả trong lòng người, và ngay cả xã hội nữa, ai nấy đều thấy chướng tai gai mắt. Nhưng mà ở đâu đó, trong một bộ phận nào đó, họ cũng cho rằng cô Sáu Hồng Nhung làm đúng. Theo cái lối suy nghĩ tư duy này, quý vị nghĩ như thế nào? Hay là họ cùng thuyền, cùng sàng, cùng một cái tư duy của một những người mà không làm mà muốn có ăn? Trong khi đó, bị đơn, Võ Thị Hồng Loan cũng có đơn phản tố, yêu cầu nguyên đơn và con ruột của nguyên đơn là Lê Thị Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Vâng, thì cũng theo tờ báo Tuổi Trẻ, về phần giải trí, hồi nãy là về phần pháp luật. Lần đầu hát trên sân khấu lớn, Hồng Loan quên lời, bật khóc nỗi nhớ của nghệ sĩ Vũ Linh. Chúng ta đã biết sân khấu Trống Đồng vừa rồi, chật nít người, và Hồng Loan sáng như là một ngôi sao. Giọng hát của Hồng Loan chưa có được trau chuốt mượt mà cho lắm, nhưng với cái giọng hát khàn khàn không lẫn vào đâu. Khi Hồng Loan cất tiếng hát, chúng ta biết đó là con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó là Hồng Loan. Đó là một người con gái cam chịu hơn 30 năm. Đó là người con gái duy nhất của cố nghệ sĩ mà được hàng ngàn, hàng vạn, hàng trăm ngàn, hàng triệu người yêu mến. Ngày xưa, Hồng Loan đã nhường cha mình cho khán giả. Bây giờ, cha để lại tất cả khán giả cho Hồng Loan. Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, bật khóc nói: "Ba ơi, con nhớ ba." Sau khi hát xong ca khúc Cha và Con Gái trong đêm nhạc Nghĩ Về Cha, các bạn cũng biết rằng hôm đó có rất nhiều ngôi sao. Tại sao bầu show tại Trống Đồng lại lấy chủ đề là Nghĩ Về Cha? Và cái poster của Hồng Loan là cái poster có hình Hồng Loan chính ở trong đó, và có thêm cái poster riêng nữa. Theo tôi nghĩ rằng đây là một ý nghĩa, một đêm ca nhạc có tính chất nhân văn, để cho tất cả mọi người hiểu rằng đâu đó quy lực của cái ngành sân khấu cũng như trong lòng người của xã hội, lúc nào cái điều ngay lẽ phải nó cũng đứng bên về phía chính nghĩa hết. Mới đây, Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, hát liên tục 3 ca khúc trong đêm nhạc Nghĩ Về Cha diễn ra tại sân khấu Trống Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Loan bật khóc khi nghĩ đến Vũ Linh. Đó là ca khúc Nhật Thực, hát cùng Linh Tý, con trai của nghệ sĩ Linh Tâm. Các bạn cũng biết bài Nhật Thực là cái bài nhà mà Nhật Thực này là nghệ sĩ Vũ Linh đã từng hát các bạn. Rồi cái đoạn cuối cùng khi mà ao thì ông ấy hay đưa một cái bàn tay lên như thế này đây. Thì lúc hát cùng với Linh Tý thì Hồng Loan và Linh Tý cũng đã diễn lại giống như cha. Linh Tý thì đưa bàn tay bên trái, còn Hồng Loan thì đưa bàn tay bên phải, che nửa mặt. Cái bài hát này thì là của Viễn Chinh, hình như là như vậy, nếu mà tôi nhớ không lầm, tác giả là Viễn Chinh. Hồng Loan bật khóc khi nghĩ đến Vũ Linh. Đó là ca khúc Nhật Thực, hát cùng Linh Tý, con trai của nghệ sĩ Linh Tâm, 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm, và ca khúc Cha và Con Gái. Ca khúc Cha và Con Gái đã làm cho khán giả rớt nước mắt. Nhiều người sụt sùi ở dưới sân khấu. Tôi đã xem bao nhiêu clip, có rất nhiều YouTube tới đó quay. Tôi thấy rất nhiều khán giả đã đưa tay lên quẹt nước mắt và không khỏi cảm động khi mà nhìn Hồng Loan trên sân khấu, cũng như là nhìn thấy được cố nghệ sĩ đứng trên sân khấu cùng cảnh với đứa con gái của mình. Trong đó, ca khúc 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm là một trong những bài hit
của cố nghệ sĩ Vũ Linh từng được đông đảo khán giả yêu mến qua giọng hát của ông. Ca khúc này được Hồng Loan yêu thích, từng được cô thu âm quay MV trước đó. Cô đã chọn và thể hiện ca khúc Cha và Con Gái trong đêm nhạc Nghĩ Về Cha khiến khán giả xúc động. Kết thúc ca khúc, cô nói: "Ba ơi, con nhớ ba." Trong cái tiếng mà nghẹn ngào, xót xa rất đậm, chỉ có những người con, phải nói là con ruột á, thì họ có một cái cảm xúc rất tự động thôi. Nó có một cái tình máu mủ thiêng liêng. Cũng như khi mà Hồng Loan nằm dưới đất tiễn cha đi, những người khiêng quan tài qua thấy Hồng Loan rất là xót xa. Cái gương mặt của Hồng Loan nằm sát xuống mặt đất, không sợ dơ, không sợ bẩn, chứ không phải như là một số người nằm dưới đất mà còn ngẩng đầu lên giống như là sợ mặt mình dơ đấy các bạn. Còn Hồng Loan thì không. Hồng Loan thì vừa khóc vừa đi không nổi, nằm dưới đất lót đường khi một quan tài đi qua thân thể của mình. Tôi dám chắc rằng Hồng Loan là con gái ruột duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì chúng ta cũng đã từng biết nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng có một đứa con trai, nhưng mà cậu ấy đã qua đời khi mà tuổi còn rất nhỏ. Và ai nấy đều tin rằng Hồng Loan là đứa con gái duy nhất, từ tướng đi, từ giọng hát, từ cái gương mặt và từ lúc mà thâu âm đứng chống nạnh như thế nào, giống y chang như là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Kết thúc ca khúc, cô nói: "Ba ơi, con nhớ ba." Khiến khán giả thêm nghẹn ngào dành những lời an ủi cô. Lúc đầu trình diễn dù có sự hỗ trợ của Linh Tý, nhưng Hồng Loan cũng không khỏi rung và hồi hộp dẫn đến hát sai lời. Cô thừa nhận lần đầu đứng trên sân khấu cùng các cô chú, các anh chị đồng nghiệp của ba cô nên cô quá hồi hộp, hát quên lời ở nhiều chỗ. Cô mong các cô chú, anh chị bỏ qua và không quên gửi lời cảm ơn đến khán giả đã yêu thương và ủng hộ cho cô trong suốt thời gian qua. Ngoài Hồng Loan, đêm nhạc Nghĩ Về Cha còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Vũ Linh, Bình Tinh, Linh Tý, Lê Quốc Nam. Trong đêm đó, tôi cũng có thấy nghệ sĩ Linh Tâm cũng có mặt để ủng hộ cho Hồng Loan trong chương trình. Hồng Loan cảm ơn cái duyên vào nghề của ba cô. Hồng Loan chia sẻ sau đám diễn: "Đêm hôm qua là đêm con hạnh phúc nhất, vui nhất khi được vinh dự đứng trên sân khấu lớn cùng các cô chú bác, anh chị là đồng nghiệp của ba và được nhiều yêu thương của các cô chú bác. Khán giả đã yêu thương ba con từ trước đến nay và bây giờ dành cho con." Trước đó Hồng Loan quay và phát hành nhiều ca khúc trên YouTube với mong muốn lưu làm kỷ niệm. Cô còn tham gia đóng trong MV của ca sĩ khác, cũng như chúng ta đã biết hơn cả người thân trong cái MV ca nhạc của Nguyên Vũ. Gần đây nhất, Hồng Loan tham gia một vai diễn trong phim điện ảnh Sáng Đèn, phát hành dịp Tết năm 2024. Tuy nhiên sau đó phim tạm ngưng lịch chiếu và chiếu trở lại được nhà phát hành ấn định từ ngày 23 tháng 3 sắp tới, tức là ngày hôm nay ở Việt Nam đó các bạn. Dạ, ngay hôm nay luôn, ngay hôm nay bên Mỹ bữa nay là 22, bên Việt Nam 23, là bắt đầu chiếu lại cái phim Sáng Đèn. Tôi cũng mong đi coi cái phim Sáng Đèn này, tại lúc đó tôi ở Việt Nam về ăn Tết, thì họ đã dời lịch và không chiếu, và chỉ xem được cái bộ phim Mai của Trấn Thành. Trong dịp Tết vừa qua, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh cũng tham gia diễn trong hai vở kịch tại sân khấu, kịch của Quốc Thảo, Đu Trem và Trò Chơi Ma Quái. Trên trang cá nhân của Hồng Loan đăng hình ảnh poster có sẽ tham gia biểu diễn trong hai đêm ca nhạc Ngôi Sao Phương Nam ở Sydney và Melbourne ở Úc, Australia. Hai đêm nhạc này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 và ngày 13 tháng 4. Nghệ sĩ tham gia dự kiến gồm có Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thanh Hằng, Vũ Linh, Bình Tinh, Trinh Trinh và Hồng Loan. Wow, toàn là những tên tuổi đã có bề dày trên sân khấu mấy chục năm rồi phải không các bạn ha?
Phải nói là rất là mừng cho Hồng Loan được diễn với lại đàn anh, đàn chị, đàn cô, đàn chú, đàn bác, những người đã từng diễn chung với lại cha của mình. Đi diễn ở Úc nhưng mà có poster lớn, rất là trịnh trọng, rất là phải nói rằng là người ta rất là tôn trọng đứa con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, chứ không phải là đi hát chui hay hoặc là đi hát đâu đó rồi nói rằng là lưu diễn. Cái chữ lưu diễn này nó rất là quan trọng các bạn không, chứ không phải là đơn thuần là lưu diễn mà thí dụ chúng ta đi qua đó du lịch chơi rồi chúng ta nói là chúng ta lưu diễn, cái đó không phải. Lưu diễn là khác, nó có giấy tờ được cấp nhận từ tôi không biết ở Việt Nam gọi là của bên ủy ban văn hóa cục thể dục thể thao hay sao, nhưng ở bên Úc cũng phải có văn bản nữa các bạn, tại vì mình đi lưu diễn là phải đóng thuế. Một lần nữa chúc mừng cho Hồng Loan được lưu diễn ở bên Úc và luôn luôn là cũng ủng hộ cho con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan. Cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Nếu thấy thông tin hữu ích, nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị và hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.